Chào các bạn đến kênh của mình ha. Thì hôm nay mình chia sẻ với bạn điều là mình cho cát vô hầm cu đinh rồi đó, thì mình thay nước làm thế nào. Mình thay nước thì cát nó sẽ không ra và chỉ cho nước ra không. Thì mình xin chia sẻ với các bạn là mình sẽ mua cái ống dừa, đúc dừa cho cái lỗ mà ống mình cho nước ra đó. Đây là cái lỗ nước nè, mình cho nước ra nè. Thì mua cái ống mình đúc dừa như vậy nè, đúc dừa thẳng luôn ha. Còn cát á, thì mình đổ cho tới đâu thì mình sẽ không thui lỗ. Còn mình chỗ nào mình không có từ mí cát cho lên thì mình sẽ thui lỗ. Ví dụ như đây nè, cát mình sẽ đổ lên tới mí này nè. Thì mình sẽ từ ở dưới tới cái mí cát á, thì mình sẽ không thui lỗ ha. Và từ từ ở mí cát trở lên á, thì khúc này thì mình sẽ chứa nước. Cát ở dưới thì mình sẽ không chứa nước được rồi, thì chỉ toàn là cát không à. Từ mí cát này trở lên thì mình sẽ chứa nước. Chứa nước thì mình sẽ thui mấy cái lỗ như vậy nè, lỗ nhâm 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 nè. Trong khi đó mình rút nước ra đó, thì nước nó từ từ ở trên đó, thì nó trôi xuống đây thôi. Cát ở dưới phần này thì nó tước dưới đây rồi, nó sẽ không có trôi theo cái lỗ này ha. Thì đó, mình sẽ khui cái lỗ như vậy nè. Một cái cảnh cho các bạn xem ha. Đây, mấy cái lỗ nè. Cái này thì mình hơ lửa, cái cây xà lửa kia, lấy cái sắt bự bự mình thui cũng được. Thì mình đút vô đây nè. Thì khi một chút mình làm xong rồi thì mình đổ nước vô, ấy nước vô mình rút ra thì mình sẽ cho các bạn xem ha. Nè, các bạn thấy không? Mình đã cho nước vào đó các bạn, rồi mình xả ra cho các bạn xem thử nè. Không, từ mí mà mình không thui lỗ trở lên nè, thấy không, ngày nước sẽ nằm khu vực này. Còn từ mí mà mình không thui lỗ trở xuống dưới là cát nó nằm đây, bạn thấy cát nó nằm dưới tới mí này nè. Đó, ngày tới trên đây thì nước nó xuống rồi cát nó không trôi được. Thì mình thui lỗ chủ yếu là nhỏ nhỏ này thôi, tại vì nhỏ nhỏ này thì nước nó chảy từ từ thôi. Ta mình hơi tốn thời gian một xíu nhưng mà cát mình vẫn nằm trong đây. Nếu mình chỉ mặt quá nó nột quá đó, cát nó sẽ cuốn theo nước và nó trôi ra ngoài luôn, nó không có ở lại trong hầm của các bạn. Đây, bạn thấy mấy lỗ mình thui xa xa thôi, là chủ yếu là nó cho chảy từ từ thôi các bạn, chứ nó chảy đi thôi. Mạnh quá đó, mạnh quá thì nó sẽ cắt sẽ đi hết. Nè, bạn thấy từ mình thui đó, ăn thua theo mực nước mà tới đâu thì mình sẽ thui lỗ như tới đó ha các bạn. Thì mình mực nước mình sẽ tới đây, có thể cao hơn nữa, mà tại mình để như đây thôi, để cho nó chảy từ từ thôi, chứ chảy mạnh quá cũng không tốt. Là các bạn nghe chảy không, nghe được ống nó chảy không. Đó. Thì mình chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn nào mà có nuôi cu đinh đó, thì làm theo kỹ thuật của mình, tại mình cũng mới cũng học, người ta cũng chỉ thôi, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn gì đó. Mình cũng mới học người ta thôi nên mình cũng chia sẻ cho các bạn ngay. Thì các bạn nào có nuôi thì làm theo mình thấy hiệu quả thì mình làm theo chỉ cho các bạn. Thì mình tạm biệt các bạn tại đây, các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ cho mình ha.